Sáng ngày 28 tháng 8, Hội đồng Nhân dân tỉnh Tây Ninh khóa 9, nhiệm kỳ 2016-2021, tổ chức kỳ họp thứ 18 bầu chức danh Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh. Ông Nguyễn Thành Tâm, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh cùng các ông Võ Đức Trong, ông Nguyễn Thanh Phong, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh đồng chủ trì kỳ họp, cùng sự tham dự của 49 trên 51 đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh, vắng 2 đại biểu. Phát biểu khai mạc kỳ họp, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh nhấn mạnh: Kỳ họp Hội đồng Nhân dân tỉnh lần này sẽ tiến hành bầu chức danh Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021 theo quy định. Tôi đề nghị các vị đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh nêu cao tinh thần trách nhiệm, dân chủ, khách quan, công tâm trong thảo luận và tiến hành bầu cử tập trung, đảm bảo cho kỳ họp thành công tốt đẹp. Với tinh thần đó, tôi xin tuyên bố khai mạc kỳ họp thứ 18 Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 9, nhiệm kỳ 2016-2021. Kết quả, ông Nguyễn Thanh Ngọc, Phó Bí thư Tỉnh ủy, đắc cử chức danh Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, nhiệm kỳ 2016-2021, với số phiếu 49 trên 51, tỷ lệ 96%. Ông Nguyễn Thanh Ngọc sinh ngày 28 tháng 2 năm 1969, quê quán xã Mỹ Thạnh Bắc, huyện Đức Huệ, tỉnh Long An, trình độ chuyên môn, cử nhân luật, cao cấp chính trị, chuyên viên cao cấp quản lý nhà nước. Ông Ngọc từng trải qua các chức vụ công tác như Chánh văn phòng Tỉnh ủy, Bí thư Huyện ủy Trảng Bàng, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, nhiệm kỳ 2015-2020.